Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông Y. Kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe và những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn thân mến, béo phì là sự rối loạn chuyển hóa chứ không phải thừa dinh dưỡng, trong đó sự chuyển hóa mỡ được quan tâm nhất. Cũng có thể là do mất cân bằng về năng lượng như ăn vào nhiều nhưng tiêu hao ít. Vậy béo phì có gây ra hậu quả gì không? Xin thưa với các bạn rằng, nó sẽ gây ra rất nhiều hậu quả ở phía sau. Điển hình như về tâm lý, nó làm cho bạn mất đi sự tự tin khi giao tiếp. Về ngoại hình thì chắc rằng sẽ không hấp dẫn, và điều đặc biệt mà các bạn cần biết đó là nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và thường mắc các bệnh mãn tính nguy hiểm. Ví dụ như bệnh về tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, bệnh về hô hấp thì có ngủ ngáy, rối loạn nhịp thở, bệnh tiểu đường, bệnh về nội tiết, ở nữ thì rối loạn kinh nguyệt, khó có thai, sinh khó, còn nam sẽ bị yếu sinh lý. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, tạp chí Đông Y sẽ chia sẻ cho các bạn cách giảm cân và giảm mỡ bụng tại nhà an toàn bằng nguyên liệu tự nhiên. Vậy, cách làm và áp dụng sao cho đúng cách để có hiệu quả tuyệt đối thì giờ xin mời các bạn hãy cùng mình chuẩn bị một số nguyên liệu như sau. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị đó là 500 ml nước lọc, mật ong nguyên chất, một quả chanh, 50 g gừng tươi, cuối cùng là 2 củ sả. Giờ các bạn rửa sạch gừng đi nhé. Với gừng sau khi đã rửa sạch thì các bạn gọt vỏ, sau đó thái lát. Với sả thì các bạn cắt bỏ 2 đầu, bỏ một lớp vỏ ngoài, sau đó chẻ nhỏ ra. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt chanh, sau đó vắt lấy nước cốt. Chuẩn bị một cái bếp và một cái nồi, sau đó các bạn đổ 500 ml nước lọc đã chuẩn bị vào. Đậy vung lại, bật bếp lên. Chúng ta sẽ đun cho tới khi nước sôi lên nhé. Như vậy là nước của chúng ta đã sôi, giờ tắt bếp, mở vung ra. Tiếp theo các bạn sẽ cho sả và gừng vào. Bây giờ thì chúng ta sẽ không đun nữa, mà các bạn sẽ để nguyên như vậy. Đậy vung lại và đợi thêm 10 phút. Như vậy là đã được 10 phút. Giờ mình mở vung ra và đợi cho nguội bớt đi. Và đây là nồi hỗn hợp của chúng ta sau khi mình để nguội bớt đi. Chuẩn bị một cái bát và một chiếc lọc, sau đó các bạn đổ ra lọc lấy mình phần nước. Với mật ong thì các bạn sẽ cho vào 2 muỗng cà phê. Cho vào 2 muỗng cà phê nước cốt chanh, sau đó khuấy đều. Như vậy là chúng ta đã hoàn toàn xong và đây là bát hỗn hợp giúp giảm cân và giảm mỡ bụng của chúng ta. Rất là đơn giản phải không các bạn? Và cách sử dụng như sau. Với bát nước này thì các bạn sẽ chia ra uống làm 2 lần trong một ngày. Uống vào sáng và tối đều trước bữa ăn khoảng tầm 30 phút. Để có hiệu quả cao và nhanh thì các bạn sẽ áp dụng liên tục. Một liệu trình của chúng ta là 7 ngày. Nếu muốn áp dụng tiếp thì các bạn sẽ nghỉ tầm 5 ngày, sau đó có thể tiếp tục. Và các bạn cũng có thể làm nhiều hỗn hợp, sau đó cho vào một chiếc lọ, đậy kín và để ở ngăn mát tủ lạnh dùng dần. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn cách giảm cân và giảm mỡ bụng an toàn tại nhà. Mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau!